Ok, và chào tất cả mọi người đã trở lại với chế của bạn, mình là Khang VN đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, không có tiếp tục gì hết á. À quên, tiếp tục edit gì hết không? Chơi Minecraft. Thì thấy không? Phá vờ là luôn. Phá banh mẹ map rồi. Ok, nay chúng ta sẽ tiếp tục. Đó chính là chơi gì? Team Tây Trường. À, bị kẹt rồi. Đô, anh em. Anh sẽ nhảy được, anh sẽ nhảy được. anh sẽ nhảy được. Yes. Đô, anh nhảy được rồi. Yeah. Anh nhảy được nha. Ok. Tiếp. Ok, đây là lần thứ hai chúng ta sẽ nhảy anh em. Ok, anh ta cháu vàng chưa cao. Ok, để ta, từ từ. Neo vô. Ok. Ok, chuẩn bị đây. Chuẩn bị. 3, 2, 1, chân. Ok, tới tận tới ba anh em ơi. Ok, và bây giờ sẽ nói luật nè. Đó như là ai ta sẽ tổng. Ê, chưa có lá sen kìa, chưa có lá sen dưới kìa. Ok, em đặt cho. Ok, luật sao, luật sao. Và chúng ta sẽ tổng cộng chơi 10 màn nha. Và nếu mà ai mà làm được nhiều nhất thì người đó thắng. Ok. Là sao, đặt nước à? Okay. Còn sống đúng không? Ừ, đặt nước. Ok, giờ tính lại đúng không? Giờ quay đầu đúng không? Anh Khang. Rồi xong. Dâm đi, 1. Từ từ. Chưa. 3. Từ từ mà. 1, 2, 3. Chơm. Ủa chưa? Chơm. Anh em coi nha. À, đừng nhảy, đừng chiến. Bài muốn chỉ luôn. Bài ra khỏi thế giới luôn. Bay. Đặt nước. Yeah, yeah. Đâu chết. Yeah, không phải rồi. Sơn được một lần rồi. À, anh Sơn được một lần, anh Khang được một lần, thằng nãy cũng được một lần. Không, nãy anh chết mà. Cũng được một lần mà. Không, trước đó lúc anh quay á, trước đó thì được một lần. Ủa vậy giờ tính bây giờ thôi, tính bây giờ thôi. Rồi, tính bây giờ là Sơn được rồi đó, Sơn được một lần rồi đó. À, lộn, Sơn được một lần chứ không phải một lần. Một lần. Ok, lần tiếp đây. Ê, trong đây còn này, trong đây thiếu nè. Đó. Ok. Thiếu một lần. Chờ, chuẩn bị đây. Ừ, thiếu lát sang. Từ, Game mod không, ok, chuẩn bị. Ok, chôm. Ok, giờ đâu anh em. Chôm. Wow. Chôm. Ôi, còn hai cái chết kìa. Chết. What the hell. À, tôi chết rồi. Yeah, em xong. Ôi trời, em sống. Yeah, anh chết nữa rồi. Một điểm. Lấy sao nước khác khác. Dập lấy nhiều lên. Một cái lấy sen đứng chùm ba đứa lại nha. Hồi nãy chưa có. Nãy tự nhiên bị thiếu cái gì vậy? Phủ quá, không phủ. Ờ. Ngoài nãy bị thiếu. Bây giờ em làm thêm một tầng nữa nha, chỗ phê luôn. Okay, làm cao thôi, cao luôn em. Ok, em làm 4 tầng luôn. Kiểu như bay ra khỏi thế giới luôn vậy đó. Anh thích kiểu vậy đó. Làm 10 tầng luôn. Thôi, mình sẽ xây lại mệt. Nâng cấp vậy được rồi. Đâu, nâng cấp nhiều đây cao chưa. Để đi, được rồi. Mấy chục tầng luôn. Tránh ra, em ơi, tránh ra Sơn. Ủa vậy? Ủa sao nước ai đặt trển kìa? Rồi,
Bò đứng này nè, ghé đâu mày, ghé đâu. Ui, hết block lên rồi. Thiếp, thiếp, thiếp. Nhớ một anh, nhớ một luôn đi. Quăng đi, quăng em block ra đi. Ok. Ủa, kiệt đây có rết to không kiệt? Đâu, đừng có nhìn anh bằng đôi mắt đó lên mình. Đừng. Rồi chết bò. Chết con bò rồi. Giết rồi. Tà nước xuống. Thằng này vui vậy là. Ủa trời tối rồi kìa nè, tao xếp đài. Rồi thằng nó xuống tao đặt cái gian mà chị. Hư rồi. Thật hư đâu. Hư không, hư không, hư không. Hư lá sen không ạ, à? Hư lá sen thôi, đâu hư cho toàn đâu. Rồi ok xong. Ok, xong. Chưa. Rồi, bắt đầu. Vậy đâu có con bò đi ông nội. Không có con bò. Ok bây giờ. Ủa gì vậy? Dạ nhảy xuống đi. Cái gì vậy? Bớt trời ra má luôn rồi. Bay khỏi mặt trời luôn rồi. Anh bay khỏi mặt trời luôn rồi. Yeah. Ôi em tuốt trên đây lắm nè. Anh chưa rơi xuống nè. Anh chưa rơi xuống nè. Ừ rơi xuống rồi, rơi xuống rồi. Yeah, em còn sống. Em còn sống. Rồi em nè. Chết chưa chết kìa. Đã chết rồi. Nè em chưa chết, em chưa chết. Nhìn nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Em tuốt trên đây nè. Thấy chết liền. Đây thôi để em nhảy xuống luôn. Em tuốt chưa. Ok làm tiếp nè. Ok đây đây lần cuối nhảy nha. Nhảy lần này lần cuối đó. Lần cuối. Ai 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 nãy là Sơn 1 đúng không? Kiệt 1 đúng không? Ừ. Anh với Lê Minh chưa có nào luôn. Rồi cái tôm đi. Anh có một cái mà. Vậy là anh chưa có cái. Rồi anh ơi, còn nãy nhảy đó. Anh là rồi. Đặt hết redstone cho em đi, đặt hết redstone tin ti đi. Đây đặt nè. Chết rồi, anh là thằng thua rồi. Ok vô. Ô, bị gì ta? Chưa nhá, chưa. Đây đây Hiếu cái gì nè. Repeater. Nè thấy kiệt đặt cái repeater đúng không? Ờ. Nào kiệt đặt đâu rồi? Em có nhặt. Ok em đào rồi, em đào rồi. Em đi này. Được đá động vật. Được đá động vật. Rồi ok xong, lên đi, lên đi. Vô. Ok. Lần cuối cùng anh em. Chưa xuống luôn, ơi chưa đây chưa có lá sen. Chưa xuống luôn đi, chưa xuống luôn đi. Ờ chưa đây chưa có lá sen. Ê, bây giờ em dùng xuống nè, đó, em dùng xuống rồi đó. Ờ, sen lấy luôn rồi. Rồi, ok. Đặt rồi, đặt okay, rồi. Ok, ok, bay lên đứng. Bay lên, nên xuống đây luôn đi, đừng tay bay lên nữa. Tay bay lên là tí nữa bị dướng nữa. Ok, ủa sao bị kẹo này sao? Từ từ, xịt, lemon đứng yên nha. Rồi, ok, rồi xuống đi. Xuống đi, lemon. Bị cho ba. Em không chết luôn. Ủa sao yếu xèo vậy? Thằng này yếu xèo à? 2 điểm nè, 2 điểm. Yeah, anh được 1 điểm rồi. Yeah, chết luôn. Em 2 điểm rồi, em 2 điểm rồi. Anh 1 điểm rồi. Ta không cần thêm sơ nước nữa mới cay chứ. Em đẩy vô cái này kìa, em khen. Em đẩy vô cái này kìa.
có dụng nước này. Nhảy vô. Mặt ra xuống nước. Đó, ok. Gì? Ủa nữa không? Nhanh quá rồi. Cuối đi. Đó. Rồi đã hết cái con của em đi để em xây cao thêm tầng nữa đi. Ok, đây là lần cuối nha. Đây là lần quyết định thắng hay thua đó. Giờ là Kiệt 1 nè, Anh 1 nè, Sơn 1 nè, Lê Minh 2 nè. Thua bây giờ bỏ đi. Hết cái đó đi, bây giờ lần cuối ai... Giờ lần cuối nè, ai đặt được là win luôn. Bây giờ ai đặt được là những người đó win nha. Còn hàng thua là nó bị gì ta? Thì dễ skin. Chúng ta chỉ bên phạt nào đó. Dễ skin thì ấy. Ok. Sẽ bị ba thằng kia dễ skin. Ok. Không chưa. Ok, xong rồi. Còn cái lá sen, lá sen có nè. Ok, ngon quá không, ta sẽ đứng dưới đây đợi anh đi. Trời ơi, Sơn chưa game móc không kìa, Sơn chơi Giang đúng không? Chơi Giang đâu ba. Chưa game móc không kìa. Rồi, đang game móc không rồi. Rồi, một. Sơn kìa, Sơn game móc không kìa. Sơn chơi game móc một. Ok. Không ai được game móc một hết nha. Ok, lần chung cuối cùng nè. Ôi, còn một cái, trời ơi. Thôi không rồi. Sao yếu vậy? Tôi rồi. Tao bay lên cung trăng luôn mà giúp cái gì? Tao bay lên cung trăng. Tao không chết. I win. Em không chết gì, còn sống hết chưa ai biết được. Có ai chết đâu? Anh Khai chết rồi. Anh Khai chết. Rồi, mọi người giết skin cho Khang. Rồi, mọi người giết skin cho Khang. Ok, mọi người giết skin cho Khang. Anh chưa chết mà. Em gửi cho Khang rồi. Không, giờ ba đứa, giờ ba đứa cùng một cùng lòng luôn. Chọn một cái chủ đề dễ cho anh. Ok. Đây em gửi cho Khang cho. Chưa, bây giờ tự vẽ đi, vẽ với khuôn mặt của anh có cái núm. Vẽ bừa vô, có hai cái má hồng quá. Vẽ sao để giữ anh cái thể diện được. Giữ thể diện anh là vẫn còn có mắt to với là hai má hồng thôi, đơn giản. Nè, em gọi nè. Coi nha. Nói chung là không 18 cộng là được. Ok. Cảm ơn anh em. Dập. Ok. Máy xong chưa? Có thảm không? Nope.